Rồi, R&D activity tức là hoạt động nghiên cứu phát triển. Tôi không biết là trong doanh nghiệp của các anh chị có bộ phận R&D hay không. Nhưng mà nếu tôi làm cố vấn cho các anh chị thì tôi sẽ mong muốn là có bộ phận này. Năm ngoái đấy, khi tôi làm cố vấn cho một công ty sản xuất khá lớn đấy, thì tôi đã tư vấn cho ban giám đốc là thành lập bộ phận R&D. Và khi tôi đi thì bộ phận đó cũng tung ra được một số sản phẩm khá là tốt. Bộ phận R&D họ sẽ nghiên cứu là ví dụ như xu hướng màu sắc khách hàng thích màu gì, xu hướng thiết kế sản phẩm họ bây giờ muốn thiết kế như thế nào, chất liệu ra sao đấy, rồi thì tìm ra được những cái mẫu thiết kế mới, tìm ra được cái công nghệ mới, tìm ra được cái nguyên liệu mới, thì lúc đấy mình mới có thể dẫn đầu thị trường được. Chứ còn nếu mà cứ đổ hết lên đầu ông giám đốc marketing cái gì ông cũng phải làm ấy, thì ông ấy cũng không có đủ thời gian để nghĩ đâu. Không phải là ông giám đốc marketing ông không làm được R&D, mà vấn đề là phải tập trung. Cái thằng R&D là nó chỉ ăn rồi đi nghe ngóng, nghiên cứu, đọc bài. Đấy, tôi lấy thí dụ nhá. Đây là tôi lấy thí dụ. Năm ngoái chúng tôi làm ở một cái công ty sản xuất về nhựa. Thế thì các bạn có biết cái máng cho gà ăn như này không? Đây. Máng bình uống nước này. Đây. Đây chính là một cái sản phẩm bình uống nước cho gà. Đấy, chúng ta dễ dàng nhìn thấy, chúng rất là quen thuộc với chúng ta đúng không? Rồi xin lỗi một chút để tôi nói về cái vai trò của R&D. Thì lúc đó anh Tân, chị Hậu hay là các sếp sẽ nghiên cứu về cái hướng đó trong tương lai cho mình. Tôi hỏi một chút, ai trả lời hay thì sẽ có cơ hội mời tôi uống cà phê ở Sài Gòn. Ai trả lời đúng nhá. Ừ. Thầy khôn quá đúng không? Ai trả lời đúng là có cơ hội được mời thầy. Vui vui một tí. Khi tôi bán cái thái, sản phẩm này, thái cười đó. Khi tôi bán sản phẩm này ra thị trường, tôi không thể tăng trưởng được doanh số. Tôi không thể tăng được doanh số. Hãy cho tôi biết là lý do vì sao. Tôi giảm giá rồi vẫn không tăng được. Em nghĩ là nó không có cái sự khác biệt đó, thầy. Nhìn vô chả biết là cái nào của mình, cái nào của người ta, hoặc là cái sự khác biệt đó thì nó phải xuất phát từ cái việc là cái giá trị nó mang lại cho người sử dụng á. Nó có gì tiện lợi hơn những cái khác hay không? Rồi, tôi sẽ trả lời bạn luôn. Nhựa của tôi là nhựa nguyên sinh, nhựa tốt nhất, bền nhất. Nha. Nhựa của người khác 3 năm nhựa tôi, nhựa 5 năm, 7 năm mới hỏng cơ. Nhưng vẫn tôi quảng cáo rồi, vẫn không bán được. Giá trị của nó là gì? Cho nước vào gà uống được nước, chấm hết. Thằng khác cũng làm được y chang. Đồng ý, đấy chính là bạn nói là không khác biệt. Nhưng nhựa của tôi tốt nhất. Cái nhu cầu tôi giảm giá thôi. Cái nhu cầu về chăn nuôi của người nông dân, cái người mà chăn nuôi đó không có nhiều. Không, nhu cầu vẫn có. Đối thủ vẫn bán được. Đối thủ vẫn bán được. Tôi vẫn bán được, nhưng bây giờ bảo tôi tăng trưởng doanh số gấp 3, tôi không tăng được. Tôi không thể tăng được. Sản phẩm này nó lâu. Độ bền, ý bạn là độ bền nó lâu đúng không ạ? Dạ, cái vòng đời sản phẩm của cái máng này người ta sử dụng nó cũng rất là lâu. Rồi, đồng ý với bạn nha, nó rất lâu nhưng nó vẫn có những trang trại mới mở ra. Có ai có ý kiến không? Vì nó có nhiều hình thức để thay thế nó rồi. Ví dụ người ta có thể dùng những cái khác rất đơn giản để người ta đáp ứng được cái nhu cầu chăn nuôi cho gà và uống nước. Chứ không nhất thiết phải dùng cái này. Không nhất thiết phải dùng cái này, có sản phẩm thay thế. Đúng rồi, okay. Người ta có thể dùng cái khác rẻ hơn, nó đơn giản, không nhất thiết phải dùng. Thì thực tế là các trang trại họ vẫn đang mua những cái này về. Thì đúng là họ sản lượng bán vẫn bán được. Các đơn vị sản xuất ra vẫn sản xuất nhiều. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng là tôi không tăng được doanh số. Thì đó là cái cũng là một cái lý do, ví dụ như khi mà người ta có thể là mua một vài cái ở trong một cái hình, trong một cái trạng thái nào đó thôi, nhưng mà trong một cái khác thì người ta vẫn có thể sử dụng một cái khác thay thế được, nên rằng là họ không nhất thiết, giống như là mình gọi là không bắt buộc phải dùng cái này,
Ok, thôi được rồi. Cảm ơn chị Hậu đúng không? Tôi xin lỗi một chút là tại vì mọi người bị khi mà tôi đã lấy một cái ví dụ mà tôi đang muốn giải thích cho cái bộ cái giải pháp R&D thì mọi người hãy cố gắng nghĩ theo cái hướng R&D. Chứ còn hiện nay mọi người vẫn đang nghĩ theo cái hướng về thị trường. Ok. Tất cả những ý kiến các bạn đưa đều đúng, không sai đâu, hoàn toàn đúng. Nhưng một trong những cái lý do mà người làm kinh doanh nhạy cảm mà nhìn một phát là biết ngay, đấy là sản phẩm này cực kỳ cồng kềnh. Và cái chi phí vận chuyển của nó rất là lớn trên cái đơn giá sản phẩm. Các anh chị có hiểu ý tôi không ạ? Một cái bình này bán có mấy nghìn Việt Nam đồng. Tôi không nhớ chính xác nhưng nó khoảng đâu đó. Tôi giao buôn đi nó có khoảng độ 8.000 Việt Nam đồng một cái bình này. Một cái xe tải nó loại bao nhiêu tấn mà loại 3 càng, các người ta hay gọi là loại 3 càng nó là bao nhiêu tấn? Có đây có ai biết không ạ? Tôi không biết cái đơn vị đấy. Một cái xe tải to, xe thùng to là bao nhiêu tấn? 20 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 20 tấn thầy. Ok, ta cứ lấy một cái xe 20 tấn đi. Rồi, cái xe 20 tấn đấy thì các bạn thấy là nếu như các bạn lấy cái dây ấy, các bạn sâu những cái này vào, các bạn để kín cái xe đấy, nó cũng chỉ được có mấy chục triệu tiền hàng thôi. Có hiểu ý tôi không? Và trong khi đó cái chi phí giao vận nó rất là lớn, nên tôi không thể đưa hàng đi xa được. Mặc dù là ví dụ như là trong Sài Gòn, chị Hậu rất là quý thầy Phan Anh, sẵn sàng nhập hàng cho thầy Phan Anh để mà ủng hộ thầy, hàng của thầy tốt, hàng của thầy đẹp hơn hàng khác, giá tốt hơn, vẫn không nhập được. Vì tính chi phí đi vào trong đấy không chịu nổi. Không chịu nổi. Cho nên nó bị giới hạn, nó chỉ loanh quanh được cái khu vực miền Bắc không có độ 20 tỉnh ấy thôi. Chịu giảm giá nó chỉ có từng đấy, không tăng được. Thế thì cái R&D ở đây của tôi là như này. Tôi chính là người làm giám đốc kinh doanh và tôi đã yêu cầu công ty phải làm thế này. Tôi không cần biết các bạn làm như thế nào, miễn là con gà uống được nước, nhưng nó phải giải quyết được bài toán vận chuyển. Và ý tưởng của tôi đưa ra là cái bình này nó phải thành hình nón. Hình nón thì nó mới xếp được lên nhau. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vẫn là cái đáy, nhưng mà lúc này nó không phải hình bầu dục nữa mà nó là hình nón. Và nó xếp lên như là cái nón, nó chồng lên nhau. Thì bạn đã lợi thế hơn đối thủ khoảng độ 10 lần về chi phí vận tải. Và lúc đó bắt đầu các bạn đưa phần mềm vào, bạn vẽ làm sao ra hình này là cái nón nhưng mà nước vẫn không bị chảy. Con gà vẫn uống được nước. Và tung sản phẩm đấy ra thị trường bán là ăn đứt thị trường luôn. Bởi vì nó giải quyết được bài toán về giao vận. Và khi giải quyết được bài toán về giao vận, thực chất là lợi thế cạnh tranh của mình rất lớn. Đây là một cái case study thực tế là tôi làm. Và tôi đã nghiên cứu và tôi đã nảy sinh ra cái việc đó. Tức là mọi người vẫn nghĩ rằng là 100 năm nay, 50 năm nay, 30 năm nay, 20 năm nay, con gà nó vẫn uống bằng cái bình uống nước này có làm sao đâu. Mà tại sao bây giờ mày quái thai đấy, mày phải bắt bọn tao phải làm cái bình theo ý mày, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu các anh chị thấy là nếu mà ra cái bài toán hình nón thì các anh chị có công nhận rằng là chi phí vận tải của tôi sẽ giảm đi rất nhiều không ạ? Cùng một cái xe đấy tôi có thể để được gấp 10 lần sản lượng. Và như vậy tôi chia đơn giá trên mỗi một sản phẩm thì giá trị chịu chi phí vận tải của một sản phẩm rất thấp. Có thể chỉ 100 đồng con. Và với mức như vậy, các đại lý của tôi chấp nhận. Các khách hàng của tôi chấp nhận. Ok. Thế nên là tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta nên có bộ phận R&D. Có thể 2 người thôi, 3 người thôi. R&D, tại sao Johnny Walker nó đóng chai rượu hình vuông? 60 năm nay nó không đổi hình vuông. Johnny Walker nó đóng cái chai rượu hình vuông, hình chữ nhật, bao nhiêu năm nay nó không đổi, biết tại sao không ạ? Cái hình vuông đấy là hình mà nó tối ưu nhất về mặt xếp hàng khi vận chuyển. Nó không có lọt khe, nó không có chỗ trống. Và như vậy nó vận chuyển được nhiều nhất, nhanh nhất và rẻ nhất. Có thế thôi.
Thế ví dụ như hôm trước tôi đã thấy là công ty đưa cho tôi một cái lon đồ uống là Hit Point. Đấy. Thì nếu là tôi mà có thể yêu cầu được thì tôi sẽ đưa ra một số các cái comment về cái bao bì đấy. Ví dụ như là cái nhận diện thương hiệu của cái bao bì đấy đang là những cái nút khấc, kiểu như là energy nó sạc đúng không, từ đỏ cho đến vàng cho đến xanh. Thế thì ví dụ như là chẳng hạn như là cái lon đấy, nếu mà hai bên thân lon hoặc bốn bên thân lon hình dấu cộng có thể tạo được các nốt sần như thế, khấc như thế, thì nhận diện thương hiệu sẽ rất mạnh. Đấy là tôi nói thí dụ thôi, còn về mặt sản xuất bao bì này có thể không làm được theo đúng ý thầy đâu, thì thôi bỏ đi, đúng không? Những ý tưởng nếu mà để mà nói về thiết kế thì tôi sẽ muốn nhiều hơn. Nên là nếu mà các chị mà có thời gian, chị Hậu mà thích đưa mẫu này, là tôi họp với bộ phận thiết kế cho chị, tôi sẽ nói cho chị là cái gì chị nên để và cái gì chị nên nên bỏ. Nhận diện energy như thế nào, người ta nhìn thấy nó nổi bật hẳn lên. Bây giờ thằng Red Bull nó màu, mình nghiên cứu màu mà, thằng Red Bull nó có cái màu vàng gold rất là đẹp, đúng không ạ? Bây giờ cái màu vàng nhạt chanh của mình để cạnh nó, liệu mình có nổi bật không? Liệu mình có nổi bật được không để mà mình cạnh tranh với nó? Mình ra sao, liệu rằng mình nên để giá thấp để né nó, hay mình để bằng nó để đấu với nó, hay để cao hơn nó để đè nó? TH Chumil ra sao nhưng để giá cao hơn Vinamilk bán thắng? Bởi vì khách hàng nó nghĩ rằng là đắt hơn Vinamilk chắc là tốt hơn Vinamilk. Đấy là cái tư duy của khách hàng, và TH đã thắng. Thế nhưng mà nếu mà TH thua thì bọn nó lại sẽ chửi là mẹ ra sau lại còn bán đắt hơn à? Thị trường mà. Đấy, thắng làm vua, thua làm giặc, mà chỉ có thị trường mới trả lời được ta là đúng hay sai. Thôi, comment thế thôi, hôm sau là sa thải hết cái đội thiết kế bao bì thì chết. Chứ còn nếu mà mẫu đấy mà để thầy ngồi duyệt, thầy ngồi phân tích cho ấy, thì thầy chưa ưng đâu. Hit Point. Rồi nhá, R&D đấy, gọi là cần phải có này, automation là tự động hóa trong marketing, tự động hóa trong chăm sóc khách hàng, tự động hóa trong sản xuất, rất là cần đúng không? Technological change tức là sự thay đổi về công nghệ. Các cái CEO như là anh Tân hay là chị Hậu đó thì cần phải cập nhật về các yếu tố công nghệ. Bởi vì hiện nay công nghệ là một cái yếu tố mà khiến, tức là em dùng cái từ nó gọi là rủi ro về quản trị. Rủi ro về quản trị mà các anh chị không kiểm soát được. Thế là thế nào? Tức là bây giờ mình đang sử dụng cái công nghệ đóng lon này đang là tốt nhất rồi, nhưng mà 2 năm nữa nó có một cái công nghệ tốt hơn. Nó rất nhanh, nó rất rẻ, nó rất đẹp. Đấy, thế thì lúc đấy mình, công nghệ của mình tự dưng lỗi thời. Và như vậy mình không còn đủ sức cạnh tranh nữa. Hãy học bài toán về bài học của Nokia. Đúng không? Nokia là đã thất bại bởi vì là đã từng dẫn đầu thị trường về ngành di động, nhưng cuối cùng bây giờ không ai sử dụng vì công nghệ không theo kịp. Rồi, phân tích về yếu tố công nghệ đúng không? Technological awareness tức là cái sự nhận biết, sự nhận thấu hiểu về công nghệ, lãnh đạo cần phải quan tâm. Rồi thầy Phan Anh nói là công nghệ quan trọng lắm, công nghệ sản xuất gồm những cái gì, công nghệ marketing gồm những cái gì, công nghệ bán hàng gồm gì. Hàng tháng bây giờ đội R&D phải báo cáo cho chị. Chị sẽ ra quyết định là đầu tư vào cái này, không đầu tư vào cái kia. Rồi. Đến cái chữ E tiếp theo. Là environment. Gọi là môi trường đấy. Thời tiết. Nhá, thời tiết đang ủng hộ các loại nước uống rất nhiều. Việt Nam càng ngày càng nóng, khí hậu càng ngày càng khắc nghiệt. Các ngành công nghiệp đồ uống ở Việt Nam sẽ bán rất tốt. Hãy nhìn nhà Tân Hiệp Phát thành công như thế nào. Chỉ bán mấy cái nước ba lăng nhăng thôi, rất thành công. Bây giờ Kim Tan cũng có cơ hội. Sản phẩm đồ uống đóng chai là một sản phẩm tốt.
Nhưng không phải là hãng nào cũng thành công đâu, nên là phải có chiến lược rất cẩn thận. Thí dụ như là nước lọc. Nước lọc thì TH bây giờ cũng ra nước TH True Water thì lại bán được. Thế nhưng mà cái thằng Vinamilk ra cái nước Joy thì lại không bán được. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi chỉ biết rằng là đi đâu cửa hàng nào cũng có cái thằng TH. Tôi hay có cái thói quen là mua một thùng nước và vứt ở sau cốp. Không biết là mọi người có thói quen đấy không, nhưng tôi hay có cái thói quen như vậy. Tôi cứ mua một thùng tôi vứt sau cốp uống dần. Thế thì cứ ra cái tạp hóa cho thùng nước. Thế nó hỏi anh uống thuốc nước gì thì trả lời là nước gì cũng được. Thì nó bảo là có Lavi rồi có Aqua rồi có TH. Thế nếu mà người ta hỏi như thế thì tôi sẽ bảo thôi cho Lavi đi, vì có vẻ thương hiệu Lavi lâu đời mạnh hơn, mình nhớ ra mình nói trước, chứ không phải là vì Lavi ngon hơn, nước tinh khiết nó giống nhau mà. Nhưng vì cái thương hiệu Lavi nó nảy ngay trong đầu mình mua cho nó nhanh, thôi Lavi đi em ơi. Thế nhưng mà không hỏi nhá, cho thùng nước, chủ cửa hàng nó bê thùng TH ra cũng trả tiền. Và tôi hiện nay tôi uống TH True Water rất nhiều, vì lần nào tôi hỏi mua người ta cũng bê cái đấy ra. Thế thì tôi mới đặt câu hỏi là kênh phân phối họ làm rất tốt. Má em nói là cái má em bán nước, má em nói là chiết khấu lợi nhuận cao hơn thầy ơi. Ừ, thế thì má em đúng rồi đấy. Ừ. Má em nói thế đúng rồi. Có lãi cao hơn đối với người bán hàng thì cái gì nó bán cao hơn chả được. Cái đấy nó có phải là cái gì quá đặc biệt đâu. Chẳng hạn như bây giờ mà cái nước, ví dụ như nước sâm này vị nó khác với nước coca thì ok. Tôi không thích cái vị nước sâm, tôi thích cái vị coca thì đã đành, đúng không? Thế nên là nó chiết khấu cao hơn, thế nên là nó bán được. Thằng Joy đấy, tôi quan sát thằng Joy là nước của thằng Vinamilk không bán được. Như thằng TH True Water có làm chó gì đâu, đóng nước vào cái chai thôi mà. True Water cái gì đâu. Đấy, thì có thể sử dụng cái sản phẩm đấy làm đường dẫn để tăng sức mạnh thương hiệu lên, có lợi một chút chút xíu thôi, xong nó bán thêm nhá. Môi trường rất là tốt cho mảng đồ uống. Thầy ơi, dạ em hỏi thầy ơi, cho em hỏi. Ừ, hỏi đi. Em muốn hỏi ngay chỗ mà cái nước lọc á cho thầy, cái nước suối á, có cái hình thức của nó cũng giống như cái uống nước, cái gà uống nước á thầy. Thì hiện tại là cái sản phẩm của nó thì cái giá thành của nó rất là thấp, nhưng mà cái chi phí vận chuyển của nó cũng là một bài toán lớn để mình giải quyết nó, để tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh của mình. Thầy thì trong cái ngành nước suối, nước khoáng á thầy, thì cái mặt tối ưu nhất về chi phí á, thì thầy thấy là cái khoản này thì tối ưu nhất thầy. Mình nghĩ là chi phí tối ưu nhất bây giờ cũng chỉ là giải quyết về bài toán vận chuyển, là thông qua các cái công ty logistics lớn và các cái kho vận lớn. Chứ còn cái chai nước nó đóng như thế là rất tối ưu rồi. Chị không thể nào mà gấp nó bé lại được nữa, hay đóng nó thành hình vuông, đóng nó vẫn thế. Bởi vì cái sản phẩm đấy nó là một sản phẩm đã tối ưu rất là tốt về mặt hình thù rồi. Có hiểu ý mình không ạ? Rất khó để có thể cải thiện, giống như là một cái hình elip bây giờ cải thiện thành hình nón. Đó, chị không thể làm được việc đấy. Và vấn đề là gì? Chỉ có làm ký hợp đồng với các công ty logistics lớn để phân phối, tạo các tổng kho đấy để giảm chi phí phân phối thôi. Còn nếu không nữa, nếu mà mạnh nữa thì bắt đầu các tại mỗi một thị trường đủ lớn thì có một nhà máy để mà đóng gói, để mà sản xuất. Thế nhưng mà đầu tư nhà máy như thế thì không hiệu quả. Đấy, không hiệu quả nhá. Mình hiểu của ý em, chi phí vận tải nó lớn nhưng mà đã tối ưu nhất rồi. Vì nó đóng vào két, nó đóng vào chai như thế là gần như không còn khoảng trống nữa rồi. Đúng không? Yeah. Em muốn bán giá cao thì bây giờ em phải chơi bài khác biệt thôi. Chai thủy tinh, nước có thêm khoáng chất gì đó, hay là nước có thêm những chất chống oxy hóa, hay là giúp trẻ lâu, hay là trường sinh bất lão gì đấy, thì em bán cao lên.